Ok, vậy thì chúng ta sẽ xem là sự thể hiện của hai đội sẽ như thế nào ạ.
Theo các bạn thì đội nào là đội có cái tên hay hơn ạ? Ủa các bạn, sao tự nhiên không khí nó im lặng thế nhỉ? À, chơi luôn à, chúng tôi phải xem tên của đội xanh đã, à, xem tên của đội nam đã. Đội nam, các bạn đã sẵn sàng thể hiện tên của mình chưa? Thể hiện chưa? Rồi ok, bây giờ chúng tôi sẽ hô 1, 2, 3 và các bạn sẽ thể hiện tên đội mình. Làm sao cho các bạn nữ nghe thấy nhá. Rồi, 1, 2, 3, xin mời các bạn tự thể hiện. Tôi thử hô lại rõ ràng hơn. Đội trưởng hô phải hô to hơn, đúng không? Ok, hô rõ ràng, 3, 2, 1, bắt đầu. Uầy, chiến đấy. Rồi, ok, thế là đội mình tên là gì? Tên là gì? Tên cả đội hô cho hoành tráng. Tên gì? Bắc Kỳ. Rồi, ok, Bắc Kỳ, ăn trái kiwi đúng không? À, ăn nhầm lưu đạn. Rồi, ok, bây giờ xin mời các bạn đứng ạ. Các bạn đã sẵn sàng thể hiện chưa? Ok, 3, 2, 1, bắt đầu xin mời. Không, các bạn phải hô tên, phải có lịch trình rõ ràng. Sao? Thế các bạn có tên chưa? Các bạn đã xong chưa? Được rồi, tên là gì nào? Tên là gì? Cả đội tên gì? Đội là phải đồng thanh ạ, đội đồng thanh ạ. 3, 2, 1, tên gì ạ? Result. Rõ ràng các bạn nam chiến thắng rồi đúng không ạ? Không có gì cả. Ok. Và bây giờ xin mời mỗi đội chơi, chúng ta sẽ cùng chơi luôn nhá. Không khởi động gì cả, chơi luôn nhá. Rồi. Xin mời đội trưởng của mỗi đội ạ. Các bạn đã có đội trưởng chưa? Đội trưởng mỗi đội di chuyển lên đầu, xin mời. Đội trưởng lên đầu. Rồi, đội trưởng di chuyển, xin mời đội trưởng di chuyển lấy hai cái bạn kia giúp tôi. À, mỗi đội một cái. Rồi, mỗi đội một cái nhá. Rồi, ok. Vâng, ở trò chơi đầu tiên các bạn sẽ phải làm sao để vận hành cả bộ máy của mình một cách trơn tru. Xin mời các bạn di chuyển xuống khu vực bên dưới kia. Vâng, và Hiếu sẽ là người đưa Hiếu người đứng ở đầu vạch, xin mời. Ok, đây rồi, đấy được rồi ạ. Các bạn thân mến, anh Tấu của bên ban tổ chức đang đứng ở khu vực phải xuất phát. Nhiệm vụ các bạn rất đơn giản như sau: hãy giải bánh xe ra và sau đó tất cả thành viên trong đội chui vào trong chiếc bánh xe đó, cùng di chuyển từ vạch xuất phát lên vạch đích trên này. Đội nào chiến ở đội nào chạm đích trước, đội đó là đội giành chiến thắng. Xin mời các bạn. Chúng ta thấy rằng đội nào có được phép hơn thì đó sẽ là đội đi nhanh hơn.
con gái gặp khó khăn, nhưng mà về sau thì các bạn nữ đã, các bạn nữ đã nhanh hơn các bạn nam rồi, nhưng không, các bạn nam lại vượt lên rồi. Với cái công việc chơi này, liệu rằng các bạn nữ có thể chiến thắng được các bạn nam này không? Với sự tự tin bạch cổ trên. Lên nào. Đi, đi nào, đi nào. Lên lên nào. Bánh xe lăn nhanh nào. Bánh xe lăn nhanh nào. Qua qua bạch, qua bạch, qua bạch, qua bạch, qua bạch. Qua bạch. Qua đội chiến thắng là. Vâng, đội chiến thắng là. Vẫn là các bạn nam, vẫn là các bạn nam. Trời ơi, tiếc quá. Ờ, đấy trời, đấy là chiến lược các bạn hiểu không? Đấy, chiến lược rất là quan trọng. Từ việc hô tên mà các bạn nào hô yếu thì cũng không thể chiến lược bằng các bạn nam được, đúng không ạ? Ok, và bây giờ xin mời một người đội chơi sẽ cùng chuẩn bị vũ khí mà mình chuẩn bị, cũng như là di chuyển về khu vực trại của mình. Xin mời. À, các bạn nam sẽ ở khu vực trại đối diện, còn các bạn nữ di chuyển sang bên này ạ. Con nữ ơi, nữ. Con nữ ơi, đây, trại của mình đây. Quy định như sau. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Ở các khu vực cờ, các bạn sẽ không được di chuyển vào. Nào, đội chuyển đội nữ đâu. Bạn nữ ơi, đội chuyển đâu rồi. Các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn tập trung để nghe luật đã này. Các bạn tập trung để nghe luật đã này. Không cần áo đâu, không cần áo đâu em ơi, không cần áo. Không mang gậy bia ra đâu con. Đừng chơi bằng gậy. Chào các em,
cho xin một bạn nữ 2-3 cho xin một. Ôm bên này không chào lại à? 2-3 đánh nhau không? Đánh luôn 2-3 đánh luôn 2-3 đánh ngay. Đồng đội kiểu gì vậy trời ơi. Okay. Hai đội chuyển các tay nhau cái nào. Quay vị trí. Đúng rồi. Đúng rồi. Quay về mình tổng hợp lại từ hôm qua hôm nay làm lại một cái video. Các em mà bắt được người nào bên bạn nữ thì các em sẽ mang kéo ngay chân lên chân và sau đó bước xuống bể bơi. Làm kiểu này này. Đây nhỉ, bước xuống bể bơi. Còn các em thằng nào mà bị bắt chẳng hạn thì sẽ bị các bạn nữ lôi ra cái cây và cho công đông đấy. Chọn người đi, sau đó là dạng hai chân hai tay ra, và sau đó thì cho va lia vào đánh gôn vào cái cây kia. Là như cái cây kia đúng không? Các em sẽ phải banh chân hai bạn chân anh này, sau đó là cho đụng vào kia. Chân nó bẩn dưới đấy. Đấy, chọn đúng chưa? Bên tương tự bên mình cũng phải chọn một người. Bên mình cũng phải được chọn một người để cả đội bảo vệ cũng như bên kia bắt. Chúng tôi xin thông báo nhân vật mà các bạn nữ cần bắt buộc ở các bạn nam đó chính là bạn Tùng, và nhân vật mà các bạn nam cần bắt ở các bạn nữ đó chính là bạn Trang. Cấm bóng đấy không? Được chưa? Rồi, các bạn hãy nhớ nhân vật linh hồn của đội các bạn cần bắt chưa? Và bây giờ các bạn thân mến, chúng tôi xin được nhắc lại luật chơi như sau. Đó chính là ở khu vực chạy tập trung các bạn, các khu vực vạch cờ là các bạn không được tấn công vào mà các bạn chỉ được tấn công trực diện thôi. Và bây giờ màn chào hỏi cũng như màn đánh nhau 3-2-1 bắt đầu. Vâng, ở giây phút đầu tiên thì chúng tôi thấy các bạn nam đang chẳng có chiến lược gì cả, đi rất lẻ tẻ và các bạn sẽ bị bắt sớm thôi. Tấn công luôn. Người chơi đang trải cái chiến thuật gì cả, cứ ném thôi. Thank you.
Phú Hòa. Vâng, đây là các bạn nữ phản công. Thôi sao rồi. Phản công nha, nữ ơi phản công nha. Vâng, các bạn nữ rất đoàn kết bảo vệ nhau. Vâng. Bắt kìa, bắt trả nữ luôn, bắt trả nữ luôn. Bắt kìa, leo bắt. Vâng, thực sự là bạn Tùng đúng không? Vâng, bạn Tùng của đội Nam đang bị lùa quanh sân. Còn Trang thì thực sự là vẫn giữ nguyên được chất liệu của mình, không bị làm sao cả. Vâng, các bạn Nam phải xem lại nhá. Tùng của đội Nam đang bị lùa quanh sân. À vâng, đã có thêm đạn. Tổ chức tấn công lại đi đội Nam ơi, tổ chức tấn công lại đi nào. Tổ chức tấn công lại nào, đoàn kết nào, phải đoàn kết, lẻ tẻ thì không biết được đâu. Bảo vệ. Vâng, các bạn Nam đang dồn lên tấn công. Lực lượng của bạn nữ đâu hết rồi. Trang đang bị bắt. Nhưng mà lẻ tẻ quá. Không ăn thua. Các bạn Nam lẻ tẻ quá. Tập trung lên. Nam ơi, tập trung lên. Nam, tập trung lên, tập trung lên. Tập trung lên. Vâng, chưa bây giờ chúng tôi thấy rằng các bạn Nam là trở nên yếu thế như vậy. Vâng, thời gian còn lại một phút, nếu như các bạn không bắt được ai thì các bạn sẽ thua. 10, 9, 8, 7, 6, Vô lên, 5, 4, 3, các bạn nữ phản công luôn. Hết giờ, vâng. Vâng, và ở trận đấu này thì chúng tôi thấy rằng các bạn nam bị lùa quanh sân, còn các bạn nữ thì vẫn giữ nguyên được trận tuyến. Chúng tôi tuyên bố các bạn nữ giành chiến thắng ạ. Biết rồi, chờ các bạn xuống đã. Ông lần này ông cho